Ok, xin chào mọi người. Hải vừa đi về nên là mọi người cũng nóng lòng về review cái camera này. Thì cái camera này của nó là battery camera của hãng WeHome. Đó, thì hiện như Hải đọc hướng dẫn ở đây thì nó sẽ có pin AA. Pin AA thì sẽ sạc được. Đó, sạc được. Và cái góc quay của cái camera đó là 110 độ và hỗ trợ thẻ là 128 GB và chất lượng video của nó là Full HD, tức là 1920x1080. Thì trong này nó sẽ có một cái tiêu chuẩn là chống nước IP65, tức là chống nước này, chống nước IP65 đây. Và cái này sẽ là một là dùng dây, hai là dùng pin. Thì bên trong hộp của nó sẽ có một cái đây chính là cái camera của nó. Và nó sẽ có một cái núm 5 chân này, thì nó khá là nặng, 5 chân nó khá là mạnh nên là mọi người có thể là sẽ xoay chuyển cái này. Mọi người sẽ xoay chuyển cái đấy để mọi người setup như thế nào phù hợp với lại cái góc nghiêng của camera trong đặt trong nhà như thế nào. Thì đằng sau này nó sẽ có cái móc treo. Và đằng sau này thì chính là cái đuôi của cái cổng sạc pin và một cái lỗ nhỏ để chúng ta ấn vào reset. Nó cũng có một cái ghim nhỏ để mà chúng ta chọc vào reset cái camera này. Và ở đây là sẽ là dây. Dây của nó cũng khá dài, chắc cũng khoảng tầm 2 mét gì đó. Thì các bạn dùng dây sạc hoặc là cắm dây vào trực tiếp, dùng trực tiếp được. Còn lại là hiện tại là nó đang màu xanh này thì đồng nghĩa là nó đang ở cơ chế quay. Nó đang ở trên cơ chế quay rồi. Còn khi mọi người set up thì nó sẽ có một cái nháy đỏ, nháy đen đỏ để báo để mọi người set up trên cái app của nó, app WeHome của nó. Thì mọi người có thể là quét cái scan mã QR code ở đây để mà vào cái app của nó để cài đặt. Thì khi mà có một cái cảnh báo chuyển động từ cái camera đó thì nó sẽ có thông báo ở đây. Thì như mọi người thấy ở đây là Hải đang connect cái camera này với app Zavis, nên do vậy nên là nó sẽ là hiển thị trên cái thông báo của app Zavis. Các bước cài đặt với Zavis thì mọi người sẽ phải là set up cái nhận cái camera này trên app Zavis trước khi dùng cái app của hãng, tức là của cái camera này. Đó, thì khi mà dùng app Zavis thì mọi người sẽ nhìn thấy là đây Hải connect trên cái app Zavis thì nó cũng hiển thị trên app Zavis luôn. Đấy, thì cái camera này nó cũng hiển thị trên app Zavis luôn. Còn khi mà mọi người là dùng cái kết nối trên app đây, ví dụ như phần setting này. Đây bắt đầu là setting camera. Thì khi mà bắt đầu quét camera ấy, thì là nó sẽ có phần mà quét thiết bị. Quét thiết bị thì trên app Zavis thì quét thiết bị mọi người sẽ quét cái QR code này. Thì cũng giống như cái khi mà quá trình mà cài app từ hãng ấy, của cái hãng camera này thì nó cũng quét cái code này để mà nó nhận cái camera. Nhưng mọi người lưu ý nào, khi mà cài cái app hãng thì nó sẽ khi mà bắt đầu nó quét thiết bị thì nó sẽ phát ra một cái âm thanh nho 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 nhéo nhéo nhéo, thì mọi người phải bật cái to cái âm thanh đấy lên thì nó mới dễ nhận. Còn nếu mà bật nhỏ cái âm thanh nheo 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 đấy xuống thì như thế nó sẽ không nhận được cái thiết bị này. Do là cái camera này nó kết nối được với cái thiết bị của Zavis, do thế là mọi người có thể là sử dụng trực tiếp cái trên app Zavis này thì để mà show ra được cam luôn. Đấy, show ra được cam luôn. Hoặc là mọi người nếu mà có cái trung tâm Zavis này thì mọi người có thể là ra lệnh được luôn. Là giả sử như Hải đang ra lệnh nhá, Nachimo bật camera. Đấy thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây là nó sẽ show cái camera lên cái bộ trung tâm của Zavis luôn. Thì thường thường là camera đặt cố định
thì không nói làm gì, nhưng mà Hải có test cái mà cái thay đổi cái góc camera của cái này thì nó hiển thị trên đây thì nó sẽ chậm, delay lại khoảng vài giây trước khi nó hiển thị lên trên cái loa này. Đây bây giờ Hải sẽ thử ra lệnh là tắt camera nhé. Nachimo, tắt camera. Đã đóng camera. Đấy, nó sẽ báo trên cái loa trung tâm, nó sẽ báo là nó sẽ không hiển thị trên cái camera này nữa. Nachimo, bật camera. Đấy, nó view bật luôn nha. Nên là mọi người muốn xem, một là xem trên điện thoại, hai là view trực tiếp trên loa trung tâm Zavis này luôn. Nó hỗ trợ khe thẻ là 30 âm 128 GB. Nên là mọi người sẽ nhìn thấy ở đây là có một cái phần pin AA ở trong này. Thì Hải không có cái tô vít nhỏ nên là Hải không mở được cái bên trong này ra là nó là dạng chữ nhét pin kiểu gì. Nên là nó sẽ có nút on off ở đây để mà bắt đầu bật camera lên, hoặc là sẽ thế cái pin AA và bốn cái pin AA vào đây, thì chỗ này sẽ là chính là cái chân mà tiếp xúc để mà nhận. Phần thẻ thì khe thẻ nó chính là khe này đó, thì do Hải chưa có khe thẻ nên hiện tại là mình mới có view online được thôi, chứ chưa new được vào thẻ, nên là Hải chưa mua nên chưa new được cái thẻ ở trong này. Đấy thì cái này thì có khả năng là sẽ dùng đến pin của nó dùng đến 3 đến 6 tháng gì đó, tùy, thì Hải chưa test được nên là cũng vì vừa mới cầm về nên chưa test được cái dung lượng như nào. Như mọi người thấy là lúc tối Hải có post lên trên Facebook về cái khả năng chụp buổi tối hay chụp ban ngày đi chăng nữa, thì nhìn nó chất lượng của nó khá là tốt, nên là cái độ noise hạt rất là thấp trên một cái ảnh chụp như vậy, thì đồng nghĩa với lại cái chất lượng của cam Full HD của cái cam này rất là tốt, cho ra cái chất lượng ảnh rất là cao. Còn lại như nhiều nhiều người mọi người hỏi cái này giá trị bao tiền, sẽ là bán khoảng 2 triệu 2 cho cái cam này. Chợt nhớ ra là Hải nói thêm một chút về cái camera này, thì camera này nó cũng có một cái loa, tức là có hai thứ, là một là âm loa sẽ nghe cái âm thanh ở nhà mình như thế nào, đang có cái âm đang nói chuyện gì hay nghe như thế nào đó. Hai là mình sẽ kiểu như là mình đang ở công ty hay là ở bất kỳ đâu mà mình muốn nói với người người ở nhà, thì chúng ta sẽ cũng dùng cái app của hãng đó để mình nói qua cái app đó, để mình có thể mình sẽ nói ra trực tiếp qua loa của cái camera luôn. Ok, sơ bộ như thế nhá, thì mọi người sẽ có thể là mọi người hiểu biết qua được cái sơ bộ về cái cam này như thế nào. Ok, cảm ơn mọi người nhé.